Chào quý vị và các bạn. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu về một nhân vật lịch sử và nơi thờ cúng của nhân vật lịch sử này. Đó là Tả Quân Lê Văn Việt. Ông Lê Văn Việt sinh năm 1763, mất vào 28 tháng 8 năm 1832. Ông được gọi là Tả Quân Lê Văn Việt, là một trong nhà chính trị quân sự Việt Nam thời Nguyễn. Ông là một trong các chỉ huy chính của quân đội Chúa Nguyễn Ánh trong cuộc chiến Tây Sơn. Khi chiến tranh kết thúc và nhà Nguyễn được thành lập, ông trở thành một đại thần phục vụ trong hai triều vua Gia Long, tức Nguyễn Ánh và triều vua Minh Mạng. Đây là nhà thờ của ông Tả Quân Lê Văn Việt tại làng Bồ Đề, xã Đức Kiệm, huyện Đức Tĩnh, Quảng Ngãi. Trước cổng của khu di tích có hai cầu đối rất là thú vị. Và đây là toàn cảnh của khu di tích nhà thờ của Tả Quân Lê Văn Việt tại làng Bồ Đề, xã Đức Kiệm, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Hiện tại khu di tích này đã được xếp hạng khu di tích lịch sử cấp quốc gia. Sau đây chúng tôi sẽ cùng tham quan và tìm hiểu về khu di tích nhà thờ này. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đến một cái địa danh lịch sử ở Đức Nhuận. Đây là nhà thờ của Lê Văn Việt. Mình sẽ vô thăm để mở cửa. Rồi đây, nhà thờ này nó rất là hiện đại. Nó ở cái này ở thôn mái cô. Ở này thôn tư. Thôn tư. Bây giờ là ai cô? À sao? Cô là con gái mà cháu gái, nhưng mà cháu họ luôn hả? Hả? Ấy là vua Đức rồi. Cô bỏ cái nón của Hội Thành cô. Bỏ cái nón xuống này rồi của Hội Thành cô chứ. Thôi rồi cô vô. Là cô là con gái. Cháu gái. Ông vừa rồi là mình sửa lại cái kia là do bà con trong Hồng Tập. Lan Âm là Lan Bà Chiểu đó, là đóng góp. Và mình trùng tu như thế này thì hàng năm là ngày mái mình cúng ổng. Nếu cúng mà ông cô ông tổ ổng là 10 tháng 3 âm lịch. Còn vũ ổng là ngày 10 tháng 4. Là trong Lan Âm là cúng là một tiếng 30 mùng 1. Đúng rồi, 30 mùng 1 và cô là ở đây là cô lùn một ngày không có gì cái gì cái con cháu đông không cô? Mỗi lần như vậy là đông con cháu gì đông không? Thực ra con thấy cái tầm của cái nhà thờ nó rất là lớn, nhưng mà cái mình cái khuôn viên rồi cái này là thực sự là chưa có không cô? Chưa có. Cô vừa đầu cô cũng thấy nhưng mà chưa có đạo phật đúng không? Đây là chính luôn không cô? Chính này á. Đây là gốc không? Gốc này á, gốc này rồi ta này là ông mới đi ông cho ông nó tỏa nó vô trong cái điện vô còn gốc là gốc ở đây ông cô của ông ở đây. Rồi. Của ông nội ở đây mà nay mà cháu buổi xưa hết thầu kia là ông đem mình diễn là ông đứng ông sang này leo luôn rồi đây này leo lên này cháu biết là cộng lương là cộng tổ cô nhất lớn đấy. Có nghĩa là bộ cho Lê Văn Việt là ở đây. Ông nội ông cố ông ở đây. Ở đây. Đang ở đây cho niệm chứ mà đang có thấy niệm. Cái vậy nhưng mà là để cho con hỏi lại là cái ngà mà vỗ của ông á là mấy? Ngà hơi thông tốt. Vỗ ông Lê Văn Việt này. Ngà hơi thông tốt âm lịch đó cô. Bởi vì là cô là hầu như qua ông già cô là ông là cái gì là hầu như là cô là cứ tính ông cụ là tên gì? Ông cụ cô tên gì? Ông là hầu viên lòng bí thư huyện đầu tiên Ông Lê Văn Thủ là lòng bí thư huyện đầu tiên.
với là nó mà giá mình xong cái việc cái đầu tư này nguyện rồi lao na rồi như ngà đó rồi mình có mời địa phương rồi đánh dự. Còn đây là khu lăng mộ của ông Lê Văn Tính và Lê Văn Hiếu, là ông cố và là ông Lê Văn Hiếu là ông nội của ông Tả Quân Lê Văn Duyệt. Hiện tại khu lăng mộ này còn sót lại ở đây và đang được thờ cúng tại chính nhà thờ của Tả Quân Lê Văn Duyệt luôn. Đây là mộ của ông Lê Văn Hiếu, còn bên trong này là của ông Lê Văn Tính. Ông Lê Văn Tính là ông cố của ông Tả Quân Lê Văn Duyệt. Hiện tại hai khu lăng mộ này còn cũng khá là nguyên vẹn, vì nó có hơi xuống cấp một tí nhưng mà được bảo trì bảo tồn cũng còn là nguyên vẹn. Quay một nơi mà có nhiều người con em ở mộ Đức ở Đức Nhũ nhưng mà cũng không hiểu không biết được lịch sử ở đây ha. Đây là những một ngày đó chỉ mơ một. Tại thành phố Hồ Chí Minh thì địa chỉ là số 1 Vũ Tùng ngay chỗ bên hông chợ Bà Chiểu. Tôi có lần đã đến ghé thăm đây mà có ghi hình lại nơi này là gọi là Lăng Ông, là nơi thờ cúng, là nơi chôn cất của ông Tả Quân Lê Văn Duyệt. Thì tại khu lăng mộ này khá là nguyên vẹn và còn được rất là tươm tất, được Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tu sửa và chăm sóc hàng năm rất là kỹ. Và hàng năm vào ngày 3 tháng Giêng thì có tổ chức ngày lễ Lăng Ông, có tổ chức cúng và tổ chức các lễ hội ở đây. Đây là một trong cái điểm hẹn về văn hóa của tại thành phố Hồ Chí Minh. Nếu mà có dịp, quý vị có thể là ghé thăm qua khu di tích Lăng Ông Bà Chiểu ở số 1 Vũ Tùng, thành phố Hồ Chí Minh, cũng như là khu di tích nhà thờ của ông Tả Quân Lê Văn Duyệt tại làng Bùa Đề, xã Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, để ghé thăm và những nhang hướng đến Đức Tả Quân Lê Văn Duyệt để coi như là tri ân tới công lao của các vị tiền nhân đã trong quá trình xây dựng và giữ gìn bảo vệ tổ quốc này. Xin cảm ơn quý vị đã cùng theo dõi và tìm hiểu về video này. Xin chào quý vị.